Tưởng lợi nhưng cực hại. Lạm dụng vitamin còn rước thêm 3 mối nguy này vào người. Việc bổ sung đầy đủ các cái loại vitamin là điều vô cùng cần thiết đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta. Tuy nhiên nếu như mà anh chị dùng sai cách thì nó sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực cho cơ thể. Đặc biệt là ba cái tác hại sau đây anh chị nhé. Một, đó là suy giảm chức năng gan, thận. Việc bổ sung quá nhiều vitamin tổng hợp sẽ làm tăng thêm gánh nặng chuyển hóa của gan, dẫn đến xuất hiện các cái triệu chứng như là suy gan, xơ gan rất là nguy hiểm. Không chỉ vậy thì bổ sung quá nhiều vitamin cũng sẽ làm thận phải làm việc nhiều, dẫn đến suy giảm chức năng của thận. Hai, đó là tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Nếu nạp vào cơ thể với số lượng lớn thì sẽ dẫn đến tình trạng là vitamin tồn đọng trong cơ thể. Các vitamin còn dư thừa kết hợp với các chất dinh dưỡng khác trong cơ thể sẽ rất là dễ tạo ra kết tủa, làm tăng thêm nguy cơ mắc các bệnh như là sỏi túi mật, sỏi thận, sỏi đường tiết niệu. Ba, đó là tăng nguy cơ ung thư. Những người có tiền sử hút thuốc lá, nếu như mà bổ sung quá nhiều vitamin A và các cái chất liên quan đến vitamin E thì nó sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Phụ nữ sau mãn kinh nếu dùng quá nhiều vitamin chứa sắt thì sẽ tích tụ nhiều độc tố trong gan và tim, làm tăng nguy cơ ung thư gan và bệnh tim mạch. Các anh chị hãy lưu ý sử dụng vitamin đúng cách, đúng liều lượng để tránh rước bệnh vào người anh chị nhé.